Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái nick Gmail để các bạn có thể sử dụng. Mà hiện nay phổ biến nhất là sử dụng một chiếc điện thoại smartphone chạy hệ điều hành Android. Gmail là một thứ rất là quan trọng để có thể sử dụng cái điện thoại smartphone để quản lý điện thoại, lưu trữ hình ảnh, rồi tải các ứng dụng về để sử dụng. Thì các bước đơn giản thì các bạn sẽ vào trang mail Google. Ở đây các bạn sẽ nhập nha, nhấn vào trang mail google.com. Đây. Các bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Thì các bạn sẽ được dẫn tới trang account Google. Các bạn sẽ bấm vào tạo tài khoản cho bản thân tôi. Bạn sẽ điền những thông tin cần thiết trên đây. Mình sẽ thí dụ ha. Mật khẩu thì các bạn sử dụng mật khẩu có 8 ký tự trở lên kết hợp chữ cái, chữ số và biểu tượng. Ví dụ như vậy. Khi các bạn đã nhập mật khẩu xong, các bạn sẽ nhấn tiếp theo. Thì để bảo mật thì các Google muốn đảm bảo rằng đó là bạn, thì các Google sẽ gửi về điện thoại của các bạn một mặt dãy chữ số. Các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào đây, rồi Google sẽ gửi về cho các bạn. Đó, 613658, 613658. Các bạn bấm xác minh. Đó. Các bạn sẽ điền thêm địa chỉ email khôi phục. Có thì các bạn điền, không có cũng không sao. Bạn sẽ điền ngày sinh, cứ ví dụ đi ha. Đó. Tiếp theo. Đó. Bạn sẽ muốn sử dụng số điện thoại của các bạn để làm những video cuộc gọi, nhiều cái khác thì các bạn bấm đồng ý, còn nếu không các bạn bấm bỏ qua. Các bạn kéo xuống đọc các quyền riêng tư, rồi các bạn bấm đồng ý. Đây, khi các bạn đã vào được cái trang Gmail thì đã tạo một cái Gmail thành công. Rồi video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà sử dụng cái Gmail để đăng nhập vào một chiếc điện thoại. Từ đó các bạn có thể tải được những ứng dụng quen thuộc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.